Ma trong khúc gỗ. Trước kia, tại một vương quốc nọ, khi mà công việc đốn cây gỗ để làm mộc còn là một việc vô cùng khó khăn. Người dân chỉ biết dùng rìu đốn gỗ. Hết thảy từ thân gỗ to đến cành gỗ nhỏ đều phải dùng rìu. Thời ấy, trong vùng có một xưởng mộc nước tiếng, hay được đích thân hoàng thượng đặt hàng làm đồ trong cung. Đứng đầu phụ trách cai quản xưởng mộc là một người đàn ông đã ngoài ngũ tuần, vô cùng cương nghị, có trách nhiệm cao, tên Lỗ Ban. Nhờ Lỗ Ban, xưởng mộc luôn làm ăn quy củ, có uy tín, được nhiều thanh niên đến xin theo học. Khu xưởng nhỏ nhưng luôn rộn ràng tiếng những người thợ miệt mài đục đẽo. Lần ấy, xưởng gỗ lại được triều đình đặt hàng làm một chiếc giường. Lỗ Ban đích thân theo dõi các thợ làm việc, cẩn thận dặn dò họ: các cậu phải làm hết sức cẩn thận và tỉ mỉ, cố gắng chú ý các đường nét, góc cạnh. Đây là chiếc giường gỗ quý được hoàng thượng đích thân chỉ thị xưởng mộc của chúng ta làm, chứng tỏ ngài rất tin tưởng giao phó cho chúng ta. Vì thế, chúng ta nhất định không được phụ lòng tin của hoàng thượng. Hai người đầu đệ lễ phép đáp lời sư phụ: dạ, sư phụ yên tâm, chúng con sẽ làm cẩn trọng hết sức mình, nhất định không làm người thất vọng đâu ạ. Cả xưởng đang tiếp tục công việc làm chiếc giường gỗ theo thánh chỉ của hoàng thượng, thì một đồ đệ của Lỗ Ban từ ngoài vào, vội vã thưa với ông: dạ, dạ, thưa sư phụ, có thánh chỉ mới tới, triệu người vào cung ngay ạ. Họ nói là hoàng thượng muốn gặp sư phụ gấp lắm, sư phụ đi ngay đi ạ. Lỗ Ban hết sức ngạc nhiên, nhẩm tính rồi đâm ra lo lắng: quái lạ, đâu đã đến ngày hẹn lấy giường gỗ đâu cơ chứ, không lẽ hoàng thượng nhớ nhầm. Lỗ Ban lập tức lên đường đến hoàng cung diễn kiến hoàng thượng tại cung điện của người theo lệnh chỉ. Trong cung, hoàng thượng đang ngồi thiết triều trước đông đảo bá quan vô cùng đạo mạo oai nghiêm. Lỗ Ban đứng dưới cung kính chắp tay thỉnh lễ người: hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Thần Lỗ Ban xin được diễn kiến người. Hoàng thượng thấy Lỗ Ban thì mỉm cười vui vẻ: thầm miễn lễ, Ái Khanh mau đứng dậy đi. Hôm nay ta triệu Ái Khanh đến đây để giao cho Khanh một việc mới. 3 năm nữa sẽ là mừng thọ lão Phật gia tròn 100 tuổi. Đây là một dịp để mừng thọ người long trọng, tỏ lòng hiếu kính của cả triều đình và muôn dân. Ta muốn dựng cho người một cung điện mới thật đẹp. Ta rất tin tưởng ở tài năng của Khanh, nên giao cho xưởng mộc của Khanh việc này, đừng làm ta phải thất vọng. Nghe hoàng thượng nói mà mồ hôi Lỗ Ban vã ra từ lúc nào không hay. Ông tỏ ra vô cùng hốt hoảng, lo lắng trước yêu cầu của người. Bẩm hoàng thượng, 3 năm ư, thưa hoàng thượng. Chỉ có 3 năm, làm sao thần có thể kịp xây hẳn một cung điện mới chứ ạ? Thưa hoàng thượng, việc này e là thần... Hoàng thượng nghiêm nét mặt, lập tức ngắt lời của Lỗ Ban: Khanh nghe cho rõ đây, thời gian không còn nữa. Khanh không được phép trái lệnh, phải cố gắng lên. Việc khó như vậy ta mới phải đích thân trước Khanh vào điện để giao. Trong vương quốc, ta chỉ tin tưởng duy nhất có sự mẫu của Khanh, nhất định phải hoàn thành việc này cho ta, không được phép kháng chỉ. Lỗ Ban lúng túng vô cùng, bèn miễn cưỡng chắp tay trước hoàng thượng, dù lòng đang bộn bề lo lắng về nhiệm vụ mới khó khăn này. Dạ, thần tuân chỉ. Sau khi Lỗ Ban về xưởng, ông lập tức thông báo cho các đồ đệ. Học trò bắt tay ngay vào việc mới hoàng thượng giao. Ngày đêm, các đồ đệ của Lỗ Ban thay phiên nhau, người lên núi, vào rừng kiếm gỗ, người ở xưởng đục đẽo. Thoát cái đã một thời gian trôi qua. Hôm ấy, như thường lệ, mấy người đồ đệ lại cùng nhau khiêng những thân gỗ lớn xuống núi, dáng vẻ ai cũng mệt mỏi. Mệt quá, hôm nào cũng phải đi lấy gỗ thế này, mà không biết bao nhiêu mới là đủ nữa. Đúng thế, dựng một cung điện mới, không cần biết bao nhiêu gỗ. Chúng ta cứ thế này thì đừng nói 3 năm, mà có 5 năm cũng chẳng xong được ấy chứ. Ấy thế mà sư phụ nhận lời 3 năm hoàn thành với hoàng thượng. Trời ạ, phen này... Một đồ đệ đã thấm mệt, nhưng vẫn cố gắng ra sức dùng rìu bổ vào một thân cây lớn đang được đốn dở. Cây gỗ to quá người vị đồ đệ này. Vị đồ đệ dừng tay, đưa lưỡi rìu lên xem, rồi vẻ mặt đầy lo lắng, mệt mỏi. Trời ơi, dù có dùng sức cố, nhưng lưỡi rìu này cùng quá.
quá rồi. Thế này thì bao giờ mới đốn được thân cây gỗ lớn này đây? Lúc ấy tại xưởng gỗ, Lỗ Ban vào xem các đồ đệ làm việc thì ngạc nhiên khi thấy việc đang gấp rút mà các thợ thì ngồi chơi dài. Hả? Các ngươi làm gì thế này? Hai chàng thợ mộc đang ngồi ung dung uống trà, không hay biết sư phụ đang vào. Lỗ Ban nghiêm nét mặt giận dữ. Tại sao các cậu lại ngồi chơi thế này? Sao không làm việc đi? Có biết việc đang nước sôi lửa bỏng thế nào không mà giờ này ngồi uống trà? Hai chàng thợ mộc bấy giờ mới giật mình ngoảnh ra. Dạ, thưa sư phụ, không phải đồ đệ lười biếng đâu ạ, mà do thiếu gỗ nên chẳng còn việc để làm. Tớp thợ lên rừng đốn gỗ vẫn chưa thấy về. Chắc tại do mấy ngày nay mưa nhiều quá, việc đốn gỗ khó khăn hơn. Lỗ Ban đầy vẻ lo lắng, bồn chồn. Trời ơi, thời gian thì gấp rút, sức người thì có hạn, giờ lại thêm mưa gió cản trở, làm sao đây? Cứ thế này thì làm sao hoàn thành nhiệm vụ hoàng thượng giao? Há chẳng phải cả xưởng mộc của ta kháng lại thánh chỉ hoàng đế hay sao? Tội ấy lớn lắm. Ông nghĩ ngợi đăm chiêu rồi quả quyết. Không được, đích thân ta phải lên rừng một chuyến xem tình hình ra sao. Nghĩ là làm ngay. Tờ mờ sáng hôm sau, khi mặt trời lấp ló đỏ ửng sau những rặng núi, tiếng gà gáy sớm te te, Lỗ Ban đã lên đường. Ông khoác theo chiếc tay nải lên vai, rời khỏi xưởng, lòng vẫn nặng trĩu âu lo vì cái hạn 3 năm của hoàng đế. Lỗ Ban bước từng bước trên đường sườn núi, vừa dốc vừa trơn ướt, nhìn quang cảnh mà thất vọng. Mấy ngày trời mưa lớn, đất đá trơn trượt đến thế này, bảo sao đồ đệ ta lấy gỗ khó khăn đến vậy. Lỗ Ban bước qua những tảng đá trơn trượt hết sức cẩn trọng, bởi chỉ sẩy chân một chút là sẽ ngã nhào ngay. Cẩn trọng như thế, nhưng đi một quãng ông liền bị trượt chân, rồi mất thăng bằng, trượt xuống. Ông vội vã bám tay vào bụi cây dại ngay cạnh đó để không bị ngã nhào. Ôi trời ơi, trơn quá. Ông loạng choạng đứng dậy, vội vã phủi quần áo. Bất chợt ông dừng khựng lại, đưa bàn tay lên xem thì đã thấy máu chảy đầy trên tay. Ôi trời ơi, máu ở đâu ra thế này? Trên bàn tay của Lỗ Ban đã bị một vết thương cứa khá dài, máu chảy đỏ thẫm. Còn mãi lo âu cho nhiệm vụ của xưởng, lúc này ông chẳng cảm thấy đau đớn gì cả. Lỗ Ban nhìn vết thương rồi nhìn xuống đám cây ông vừa nắm vào. Lá cây cỏ dại mà cũng làm tay mình bị thương sâu thế này sao? Nghĩ đoạn, ông vội vã cúi xuống chăm chú quan sát khóm cây dại. Khóm cây dại lên tua tủa rậm rạp, với những chiếc lá đang cưa nhỏ, cái nào cái nấy đều sắc lẹm. Lỗ Ban bèn cúi xuống, ngắt lên một nhánh lá. Trông nhỏ như vậy mà sắc thật đấy, cưa rách cả tay người. Lỗ Ban chợt sững lại nghĩ ngợi, rồi bất chợt ông reo lên. À phải rồi, sao mình không thử làm một dụng cụ bằng sắt có răng nhọn và sắc mỏng như mép cây lá này nhỉ? Rất có thể nó làm đứt được thân cây. À đúng rồi, phải thử xem sao. Ông hào hứng với ý nghĩ vừa nảy ra trong đầu, nghĩ bụng phải thực hiện ngay bằng được. Ông hăm hở trở về. Vài ngày sau đó, tại một lò rèn, ông thợ lò đưa cho Lỗ Ban một thanh sắt có những răng nhọn, mỏng như răng cưa, hai đầu có tay cầm nhỏ. Đây, tôi làm đúng như lời ông dặn nhé. Ông đặt làm cái loại dụng cụ này làm gì? Kỳ quặc vậy, tôi chưa thấy có ai đặt làm thứ này bao giờ. Lỗ Ban cầm chiếc cưa đưa lên, chăm chú nhìn, rồi thích thú mỉm cười. Rồi ông sẽ biết ngay thôi, tôi phải về xưởng mộc đã. Tại xưởng mộc, Lỗ Ban và một đồ đệ, mỗi người cầm một đầu thanh sắt, đặt nó lên một thân gỗ. Vị đồ đệ trẻ nhìn thanh sắt lạ lùng sư phụ mang về cũng hết sức ngạc nhiên. Sư phụ, cái này dùng để làm gì vậy ạ? Lỗ Ban cầm thanh sắt, vẻ điềm tĩnh đáp. Đừng hỏi gì hết, giờ cậu cứ nghe ta, lần lượt kéo đi rồi lại đẩy lại vài đường xem sao. Nào, mau làm đi. Dạ. Hai thầy trò bắt đầu thử đưa đẩy cái lưỡi răng cưa. Những bụi gỗ bắt đầu bay ra từ tấm thân gỗ. Khi chiếc lưỡi răng cưa vừa nhấc lên, hai thầy trò đã thấy miếng gỗ lẹm đi một đường đáng kể. Người đồ đệ không tin vào mắt mình, vui sướng reo lên. Thầy ơi, thầy nhìn này, cây gỗ lớn vậy mà chỉ cần vài đường đã bị đứt sâu thế này, lại không bị mất sức nữa chứ. Chỉ cần đưa đi đưa lại vài đường im ru. Cái này là cái gì mà lợi hại vậy thưa sư phụ?
sư phụ bao nói cho con biết đi ạ. À, Lỗ Bang lúc này không giấu được vui mừng, sung sướng reo lên. Vậy là ý tưởng ông nảy ra trong đầu khi cây lá răng cưa trong rừng cứa chảy máu tay hoàn toàn biến thành hiện thực được bằng thanh sắt răng cưa lợi hại này. Thành công rồi, ta đã có cách để hạ được những thân cây một cách nhanh chóng rồi. Phải ngay lập tức đặt lò rèn, làm thêm những thanh sắt răng cưa này để sử dụng. Ngay sau đó, Lỗ Bang đặt làm rất nhiều thanh sắt răng cưa ấy để các đồ đệ sử dụng đốn gỗ rừng. So với việc dùng rìu đốn, việc dùng những thanh sắt này dễ dàng hơn rất nhiều. Các đồ đệ của ông chỉ việc nhẹ nhàng đẩy lưỡi cưa qua lại. Nhờ phát minh tuyệt vời của mình, Lỗ Bang đã kịp dựng xong cung điện cho hoàng thượng đúng hạn, được người vui mừng trọng thưởng. Danh tiếng của xưởng mộc Lỗ Bang càng vang xa hơn nữa. Cũng từ đó, nhân loại có thêm một loại dụng cụ lao động vô cùng hiệu quả mới, có tên gọi sau này là cưa sắt. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.